Cái quan trọng mình sẽ recall lại nha. Về cơ bản cái computer của chúng ta nó sẽ hiểu 0 thôi và 1 thôi nha. Tại sao lại là 0 và 1? Thực ra nó không chẳng biết 0 là gì và 1 là gì hết. Nhưng nó hiểu được thế này nè. 0 tương ứng với một mức điện áp là 0V. 1 tương ứng với điện áp ở mức cao, có thể là 3.3V hoặc là 5V. Ở ngay cái chỗ này nè, nó có một cái chuẩn dành cho bạn. Nó có hai cái chuẩn để phân loại dữ liệu là TTL và CMOS. Ok, thì đây xíu nữa nó sẽ là một cái homework dành cho các bạn. Ok, tìm hiểu và phân tích hai này. Okay. Nếu cái điện áp đó là 5V thì nó là mức cao, thì tôi hiểu nó rằng là đó là mức logic 1, mức logic 2 hoặc là 2. Nếu nó là 0V tôi nghĩ nó là mức low nha. Cái computer của chúng ta nó chỉ hiểu được thế này thôi. Vậy thì làm sao nó có thể lưu data lại? Data là gì bây giờ? Vậy thì cái 0 và 1 em thấy quen quen. Bởi vì trước đây em đã học rồi, 0 và 1 nó là trạng thái của cái gì? Của gì nhỉ? Mã nhị phân này. Mã nhị phân mình hay gọi nó là của trạng thái của một cái bit dữ liệu. Data bit. Đúng không? Vậy bit á, một cái bit á, nó sẽ được cấu thành để nó có thể có hai trạng thái là 0 và 1. Vậy thì cái memory nó như thế này á. Memory nó giống như là một tòa nhà vậy. Cái cấu trúc của tòa nhà này nó được bởi những cái bit này, cái data nó nhét vào. Mà một cái tòa chung cư ấy, thì nó có nhiều tầng. So on. Ok. Vậy cái cấu trúc cơ bản nhất của bộ nhớ là giả sử mình có một bộ nhớ là 8-bit memory, một bộ nhớ 8-bit thì nó được cấu tạo như sau. Mỗi cái tầng này nè nó sẽ chứa 8 cái phòng. 8 cái phòng. Ok, mỗi cái tầng sẽ chứa 8 cái phòng. Thầy vẽ như thế này để cho nó đừng. Ok, vậy nha. Chứa cái phòng. Mỗi cái phòng này là cái gì bây giờ? Mỗi cái phòng này là một bit dữ liệu. Một cái bit dữ liệu này nè, nó có hai cái trạng thái là 0 hoặc là 1 ghi vào đây. Nếu tôi ghi 0 thì tôi không được ghi hình khác nữa. Tôi ghi array nó đi, tôi ghi hình khác 0, 1. Không có thể ghi số 2 đâu nha, chỉ 0 và 1 thôi nha em. Và một cái dãy phòng này nè, nó gồm có 8 phòng. Và nó đánh số từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình sẽ có mấy bit? Mình sẽ có 8 bit. Từ bit 0 tới bit thứ 7. Đánh số từ bên phải qua bên trái. Ok. Và 8 bit này nè. Thì sau này người ta định nghĩa rằng là 8 cái bit dữ liệu này nó tương ứng với một cái gì? Một bài. Một bài dữ liệu. Như vậy á, thằng này nó là một bit, nhưng thằng này đó nó cũng là một cái phòng này nè, mình gọi là dãy tám cái bit này nè, mình gọi nó là một bài dữ liệu. Ok, và chúng ta có quyền là ghi từng cái bit, một cái bài này chúng ta có thể từng ghi từng cái bit vô như vậy. Nó giống như một cái tòa chung cư vậy. Chung cư thì chúng ta cho phòng cho người vào ở, nhưng ở đây chúng ta chỉ cho được là bit 0 hoặc bit 1 thôi. Và cứ một cái tầng của đó gồm 8 bit thì chúng ta có một bài. Ok. Vì vậy á, một cái bộ nhớ
mà có cấu trúc là 8-bit memory. Thì em hãy nhớ rằng là nó giống như một tòa chung cư và mỗi cái tầng của nó chỉ có 8 bit. Vậy thì sau này em sẽ gặp một tình trạng là 16-bit bit hoặc là 64-bit memory. Những cái bộ nhớ kiểu như vậy, có nghĩa là cái phòng, một cái tầng chung cư bây giờ nó dài là 64 bit, hoặc là những cái block chung cư đặt gần nhau như vậy. Và đây là bắt đầu nó phát sinh ra cái vấn đề của cái data của chúng ta. Khi chúng ta lưu bài tiếp theo, như vậy là cái tòa chung cư nó sẽ làm cao mãi được. Như vậy á, 1024 byte thì em định nghĩa là 1024 cái tầng này lên nè, thì em định nghĩa là 1 kilobyte. 1 kilobyte ghi nó đâu ra 1 ghi không? Rồi đó rồi. 1024 kilobyte thì định nghĩa là 1 gì? Megabyte. 1 megabyte. 1024 megabyte thì tương ứng với 1 gigabyte. Gigabyte. À bây giờ thấy bắt đầu cái gigabyte này khá là quen với em. Bởi vì thế hệ của tụi em á được sinh ra đâu đó sau năm, tụi em sinh năm bao nhiêu? 2000 đúng không? Đúng không? Dạ 2001. 2001 thì lúc mà tụi em mà còn nhỏ đó, tụi em chơi game hoặc là biết đến computer á, thì tụi em đã quen với khái niệm này rồi. Nhưng mà cái thời thầy mà sinh ra á, thầy quen với khái niệm này. Khái niệm này trước tụi em dòng đi. Là sao? Lúc tụi em sinh ra cái USB nhỏ nhất của tụi em là bao nhiêu? Lúc mà tụi em không phải sinh ra mà xin lỗi, lúc mà tụi em biết xài máy tính á, tụi em thấy cái USB nhỏ nhất của tụi em là bao nhiêu? 256 megabyte. Bao nhiêu? 256 megabyte. 256 megabyte. À, em là lại cùng thế hệ thầy đó. Rồi. Theo thầy thường thường á, cái thế hệ các bạn khi mà các bạn sử dụng USB nhiều nhiều á, thì các bạn thường thường thấy cái USB á, nó là 1 GB hết. 1 GB hết, đúng không? Ổ cứng của các bạn hồi đó cũng tầm GB nha. Bao nhiêu GB đó. Nhưng mà cái thế hệ của thầy á, trước đây á, thầy thấy một cái USB mới đầu ra á, ha, là 128 megabyte là thứ gì đó, nó khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm. Mà trước đó nó còn một cái khủng khiếp hơn nữa là cái gì biết không? Nhớ biết không? Là cái floppy disk ấy. Biết không? Mình search cho các bạn coi. Biết cái này không? Dạ có coi qua, có biết qua. À, cái thế hệ thầy á, hồi lúc thầy còn nhỏ á, là thầy biết thằng này. À, nhưng mà sau đó cũng vài năm mà là nó độ 5-7 năm là nó không còn nữa. Cái thằng này là ngày xưa người ta lưu dữ liệu, lưu data, lưu tài liệu, lưu nhạc hoặc là lưu game vô cái thằng này. Em biết bộ nhớ nó bao nhiêu không? Bộ nhớ của thằng floppy disk này á, ổ mà sao nó có một, ngày xưa nó có một máy tính của mình, nó có một cái ổ A á, floppy disk nó có 1,44 megabyte nè. Em quay ngược thời gian em thấy sao? Cái data càng lúc nó càng phát bình ra. Ngày xưa 1.44 byte mà viết báo cáo này nọ là vô tư rồi em. Ngày hôm nay em bật file, một cái file work lên, em gõ có ào ào vô, hả? Capture cái hình vô đi. Đó. Bỏ vô. Đó, xong, hả? Lưu lại, hả? Tại cái file này. Nó đã 51 kilobyte rồi. 51 kilobyte rồi.
ngày xưa cái dung lượng mà người ta cái thẻ cái ổ cứng nó gọi là ổ mềm á, nó chỉ có 144 megabyte, rất là nhỏ để cung cấp dữ liệu. Còn đó là thời của thầy nha, thời trước đó nữa thì data nó nhỏ, cái data nó rất là hạn chế. Vậy thì á, tụi em thấy quen không? Thế quay trở lại câu hỏi thầy hỏi tụi em á, tụi em thấy sao? Có câu trả lời chưa? Cái câu trả lời nó nằm ở đây. Cái ngôn ngữ C á, nó ra đời rất là lâu rồi. Cái thời mà máy tính của chúng ta, các chip của chúng ta, bộ cứng của nó, máy tính của chúng ta, cái bộ nhớ của nó đó, nó bị hạn chế. Nó còn nhỏ. Giống như là nhà mình nghèo, mình không có tiền thì mình mới làm gì? Thì mình phải hoạch định rằng là một ngày mình cho có 10 ngàn thôi, mình cho, xin lỗi, cho 20 ngàn thôi, thì thôi mình sáng ăn sáng đâu đó 10 ngàn rồi chưa ăn cái gì nhẹ nhẹ 10 ngàn thôi, tối thì đói. Chứ mình không, mình phải tính chứ. Hoặc là sáng đó mình nhịn đói, trưa mình ăn 10 ngàn, chiều tối mình ăn 10 ngàn, nhà mình nghèo mà. Nhưng đến bây giờ mà ví dụ như một ngày bố mẹ cho 500 ngàn, thì em có cần quan tâm buổi sáng em ăn cái gì không? Bao nhiêu tiền không? Thì mình không lăn tăn. Nó giống như cái bài toán, tại sao chúng ta lại khai báo biến trong C vậy? Cái con người C ra đời, cái máy tính trong cái thế hệ trước đây, 40 mấy năm rồi, 40 mấy năm rồi từ trước rồi. Thì nó quá lâu rồi. Đúng không? Thì khi cái đó cái bộ nhớ nó bị hạn chế. Và khi khai báo một cái biến trong C, anh không có thể khai báo lung tung được vì bộ nhớ hạn chế. Nên tôi phải khai báo tôi sử dụng bao nhiêu byte để chứa cái biến đó. Để chứa cái biến đó tôi phải biết được bao nhiêu byte. Giả sử trong cái bộ nhớ này của thầy, thầy cần một chứa một cái biến 1 byte, thì thầy lấy ra quy hoạch 1 byte này để nhét cái biến A vào đây thôi. Nhưng cái biến B của thầy nó cần 2 byte. Quy hoạch thì lấy thằng B là nhét cho đây thôi, chỉ dành cho biến B thôi. Còn bây giờ cái bộ nhớ của chúng ta nó quá lớn, chúng ta gần như chúng ta rất là ngại quan tâm cái vấn đề đó, chúng ta không cần quan tâm. Đó. Cái biến của chúng ta, cái bộ nhớ của chúng ta có thể adapt theo bộ nhớ của chúng ta. Bây giờ ổ cứng của em bèo bèo đâu đó cũng phải 250 GB, thì liệu USB của bây giờ em xài một cái 8 GB, 16 GB. Ok. Vậy thì á, trong cái thằng C á, nó giúp cho tụi em khai báo biến á, nha, em sẽ quản lý cái bộ nhớ được tốt hơn. Nhưng điều đó cũng với đồng nghĩa là nó sẽ phức tạp hơn và nó rắc rối hơn. Ok. Ở đây quay trở lại một cái khái niệm nữa. Tại sao nó rắc rối vậy mà người ta vẫn làm nó, người ta vẫn sử dụng nó, và nó vẫn bốn mấy năm rồi vẫn hoạt động tốt, người ta vẫn ưa chuộng nó? Vì em nhớ là trong cái bài lần trước thầy có giới thiệu em một sự C là một trong những cái ngôn ngữ mà nó xài cho những cái con chip này, đúng không? Nó popular bởi vì đến chẳng có thằng nào xài hết, và đến ngày hôm nay á, thì nó là một trong những phổ biến, nó xài trong những cái con chip này, những hệ thống nhúng này, gọi là hệ thống nhúng này. Và em nên biết rằng là những con chip như thế này nó nhỏ, dẫn tới một cái là bộ nhớ của nó có giới hạn. Memory, đây là con chip của em này. Thì trong con chip này nó có một cái memory. Và cái memory này nè, thì giới hạn. Và khi em bị giới hạn á, thì em nên quản lý biến của em cho nó hợp lý. Và rất may mắn của chúng ta là chúng ta có một cái ngôn ngữ C, nó có thể control cái việc đó, kiểm soát cái việc đó rất là chặt chẽ được. Chúng ta đang rơi vào cái tình cảnh là chúng ta không có tiền, vì vậy chúng ta phải quy hoạch rằng là
sáng ăn bao nhiêu, trưa ăn bao nhiêu, chiều ăn bao nhiêu, rồi xài cái gì. Đấy, tụi em hiểu chưa? Đó cũng là một cái điểm thế mạnh, cái ngôn ngữ sinh ra đời lâu và nó phục vụ cho những cái ngôn ngữ của, cho những cái thiết bị có cái phần cứng bị hạn chế. Nó dẫn tới một cái điều nha anh em, sau này em sẽ thấy rằng là top programming language in C, từ đi thầy, top game đi. Thì hôm trước thì thấy một cái bài báo nó nói về cái này mà thầy đọc nhanh quá, thầy không có ghi lại. Mình không kiếm được cái thông tin đó. Nhưng mà nó có một số cái game mà bây giờ phổ biến em chơi á, video game hoặc là cái gì đó. Đây thầy lấy một cái hình. Thầy xin lỗi, thầy không đưa ra số liệu quá cụ thể được. Em sẽ thấy rằng là top programming language for video game developer thì đằng C và C cộng cộng nó tiến tới 55% rồi. Sau đó là C sáng 22 và đồng 2 này cộng lại là 70 mấy %, 77%. Khủng khiếp á. Vì một lẽ thế này, khi em chơi game á, em chạy trên một cái bộ nhớ. Bộ nhớ đó là gì? Bộ nhớ ở trong computer của em là gì? Em chạy đến bộ nhớ. Bộ nhớ đó là RAM em. Bộ nhớ đó là RAM. RAM nó sẽ có một số cái cơ chế khác thì không sao thầy sẽ nói. Nhưng mà em có thấy để ý rằng là cái thằng RAM này nó bị hạn chế không? Máy em có thể là có 4GB, có thể là có 8GB, có thể là có 16GB, có thể là có 32GB, nếu mấy bàn gì đó. Hết. Quay em nhìn vậy thôi chứ nó bị hạn chế. Nên bây giờ em chơi những cái game mà nó nặng em chạy không có nổi đâu. Nó có 32GB rồi. Nó có 16GB, nó có 8GB, em chạy không nổi. Em phải nâng cấp RAM lên 16GB, em chạy vượt mà hơn hẳn. Okay. Thực ra mấy cái game của em viết á, khi viết lại người ta cũng rất là cố gắng optimize nhất có thể. Và em thấy những cái con số GB này nè, thấy RAM là 32GB là thấy khủng khiếp. Nhưng á, em nhìn qua ổ cứng của em đi. Nó là một cái dạng bộ nhớ ROM. Mà ví dụ như máy của thầy đang có là 250GB. Cùng là bộ nhớ hết. Những cái thằng ROM của tôi nè, tôi 250GB để lưu dữ liệu. Tại sao thằng RAM của tôi là 32GB để lưu dữ liệu? Ủa vậy chúng ta swap cho nhau được không? Đừng có mua thanh RAM nào gắn cả. Lấy một phần ROM này đắp qua thằng RAM này, cho mày 100GB luôn, chạy tẹt khói luôn. Đắp qua được không? Hiệu quả không? Thì đây sẽ là cái câu hỏi của tụi em, cái bài tập của tụi em về nhà là tụi em tìm hiểu cái sự khác biệt giữa RAM và ROM. Ok, hiểu ý thầy nói không? Chắc hiểu ý ha. Bữa nào thấy ngồi ở máy thầy ơi, máy em lag quá, bật lên coi nó ăn hết nhiêu RAM rồi. Trong khi bộ nhớ ổ cứng của chúng ta một cái bộ phim rồi cái gì dạng chúng ta đúng lưu mấy trăm ghi là chúng ta có ổ data mấy trăm ghi là thì hai thằng nó đều là memory giống nhau, tại sao không share cho nhau được? Có share được không? Câu trả lời là có share được. Về nhà và tìm hiểu cái vấn đề share bộ nhớ này nha. Bởi vì về cơ bản nó là cùng một cái dạng dữ liệu hết, nó đều là dữ liệu hết, bộ nhớ hết. Vì vậy nó có thể share nhau được, nhưng nó share không hiệu quả, mình sử dụng nó không hiệu quả. Và bản thân ở trong cái thằng Microsoft Windows này nè, nó cho phép em làm một cái share như vậy, nó gọi là virtual memory. Trong Windows có thể là từ Windows XP đến Windows 7, Windows 10. Nó phòng một cái trường hợp là một số user có cái khả năng về tài chính không có thì họ phải xài những cái máy bị hạn chế về RAM
về 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 tài nguyên thì nó sẽ sẵn sàng cho phép lại share. Nó dở, nó chắc chắn nó dở rồi, nhưng còn hơn là không có. Đấy, nhá, thì tụi em sẽ coi cái vấn đề này và nêu được cái sự khác biệt và tìm hiểu luôn thằng này cho thầy nhá, coi nó có share được không nhá. Nó không hiệu quả lắm đâu nhá, nó không hiệu quả lắm đâu. Anh nào mà tìm hiểu thằng này á, phát hiện ra có thể tiết kiệm được vài chục gigabyte, vài gigabyte đến vài gigabyte cho cái bộ ổ C của mình á, ổ C của mình á. Trong ổ C của mình nó có một cái file bị ảnh đó, nó gọi là page file cái gì đó thầy không nhớ rõ lắm. Trong system đó, nó sẽ ảnh hưởng tới thằng này đó. Ok, tìm hiểu đi nha. Rồi, vậy thì á, tính lại ở chỗ này, thầy muốn nói cái ý nghĩa tại sao á, sau này em sẽ gặp những cái ngôn ngữ lập trình khác. Anh không cần phải khai báo cái type dữ liệu là gì hết, anh cứ tự gán cái biến đó bằng bao nhiêu đó là được rồi, bởi vì nó sẽ không quan trọng về cái bộ nhớ nữa. Những cái ngôn ngữ lập trình mới bây giờ nó thường chạy ở trên máy tính, chạy trên device máy tính, và nó cái bộ nhớ nó khá là lớn. Cái thứ hai á là C nó kiểm soát bộ nhớ rất chặt chẽ, nên dẫn tới một điều là nó rất là tốt cho chúng ta khi chúng ta chạy trên những cái device microcontroller. Chúng ta kiểm soát cái bộ nhớ chặt chẽ hơn, chúng ta không xài quá dư cái bộ nhớ, bởi vì cái bộ nhớ của microcontroller bị hạn chế. Cái tiếp theo, bây giờ em sẽ thấy rằng với mỗi loại biến thì nó có một cái kiểu dữ liệu ha, tên nó đặt tên, ví dụ kiểu char là character là kiểu ký tự, char là kiểu ký tự không có dấu, và những cái kiểu này nó chỉ có lấy em một bài, có nghĩa là 8 bit. Và khi một bài á thì nó sẽ có một cái range, cái con số từ đây đến đây. Ai cho thầy biết tại sao một bài lại từ đây đến đây hoặc từ đây đến đây không? Ai cho thầy biết tại sao cái một bài lại range từ đó đến đó không? Rồi, nếu không biết thì mình đi vô cái phần tiếp theo là về phần cái hệ cơ số nhá. Chúng ta sẽ có ba cái hệ cơ số chúng ta sử dụng trong cái môn học này. Còn môn học khác thì ta không biết, thế giới khác thì không biết. Cái đầu tiên là gì? Cái đầu tiên là cái hệ cơ số mà chúng ta xài hàng ngày. Thầy cho điểm tụi em là nó là hệ cơ số decimal. Hệ cơ số mấy? Thầy cho điểm của em thì em ra ngoài chợ em đi mua đồ á, hả? Những cơ số em hay xài thường ngày, hệ cơ số mấy? Gọi là hệ số mấy tiếng Việt này? Decimal là hệ cơ số 10. Ok không? Hệ cơ số 10. Hệ cơ số 10. Và những cái con số em xài ngày hôm nay con người chúng ta rất quen thuộc, nhưng mà rất tiếc máy tính nó không có quen thuộc với cái hệ số con số 10 này. Cái máy tính ấy, em đổi con số 123 nó không biết được, em nó không biết được con số 123, bởi vì thứ nó biết duy nhất chỉ là một cái hệ nhị phân, và em hay gọi nó là binary. Hệ nhị phân binary. Trong cái binary này nó chứa cái gì? Nó chỉ chứa 0 và 1. 0 và 1. Tôi chỉ có 0 và 1. Nha. Và còn một cái hệ nữa thì tí nữa thì thầy sẽ nói là hệ hexa, hệ cơ số 16. Nó sẽ như thế nào? Tại sao chúng ta lại cần nó? Thì tí thầy sẽ nói sau. Ok. Vậy thì cái làm thế nào để convert một cái số từ decimal này của chúng ta qua cho máy tính nó hiểu, nó có phương pháp.
nó bằng cái gì? Và thằng này convert lại nó bằng cái gì? Đó. Thì chúng ta sẽ có hai cái phương pháp như thế này. Bây giờ thầy sẽ làm cho các bạn nhé. Các bạn coi và các bạn lên mà các bạn coi thêm và nó có những phương pháp nào khác không? Ok. Nó có rất là nhiều cái kiểu đổi qua đổi lại nhanh, rất là hay, cho thầy dạy cái kiểu dễ nhất, rườm rà nhất, stupid nhất. Rồi tụi em kiếm những cái cách hay hơn. 123 em convert qua hệ nhị phân binary, thì em làm như sau. Em lấy số 123 này nè. Mấy cái này là ngày xưa tụi em có học rồi á. Chia cho 2 là được bao nhiêu? Ở 61. Đúng không? 61 dư mấy? Dư 1. Đem 61 mà đem chia cho 2 là được 30. Dư 1. 30 đem chia cho 2 được 15. Dư 0. 15 đem chia cho 2 được 7. Dư 1. Đúng không? 7 đem chia cho 2 được 3. Dư 1. 3 đem chia cho 2 được 1. Dư 1. 1 đem chia cho 2 được mấy? 1 đem chia cho 2 được 0. Dư 1. Như vậy em viết số từ đây đến đây là số binary của em. Và đem đếm có mấy số? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thường thường nó phải viết một cái combo 8 số. Vậy thì nếu nó không có đủ 8, em xem số 0 ở phía đầu. Ok. Như vậy nó sẽ là 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ok. Nếu mà chúng ta viết số 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 như thế này, chúng ta đâu phải là máy tính đâu. Chúng ta là con người và chúng ta sẽ phải phân tích cái này là 1 triệu nè, 100 nè, 11 ngàn nè, 011 đồng gì đó. Vậy để coi khác biệt, đó, nó thêm một cái prefix ở phía đầu, tỉ tố ở phía đầu nữa. Để nhận biết đây. Thêm là 0B. Và ghi như thế này để nhận biết cái số này ở dạng binary. Ok không? Hiểu không? Ok. Mình có rất nhiều cách nhanh. Một trong những cách nhanh mà tôi thích nhất là bấm máy tính. Khỏe. Rõ ràng nếu chúng ta chưa biết, chúng ta nên biết cái cách để đổi. Mà chúng ta biết rồi, chúng ta nên sử dụng máy tính cho nó nhanh. Ok. Em đổi như thế nào? Decimal 1, 2, 3. Nè, ở dưới này nè. 0, 1, 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1. Ok. Khỏe. Đổi qua tất cả cơ số cho em luôn. Tuy nhiên, trong môn học này có thầy thì không khuyến khích tụi em sử dụng máy tính. Nhá. Sau này khi em đã giỏi rồi thì em nên xài. Thầy không khuyến khích bởi vì sao? Nó thực sự không quá tốt cho những người mới bắt đầu. Sau này lỡ mày trong một cái trường hợp đó, mình không có máy tính, đang ngồi lập trình cho nè, móc máy tính ra coi. Chúng ta nhìn vào đây nó sẽ nhanh hơn. Yeah. Ok. Rồi, anh đổi từ cơ số 10 decimal qua binary. Bây giờ xin lỗi, từ decimal qua binary cái dấu nó phải thế này nhá. Yeah. Bây giờ tôi chỉ anh cách đổi từ binary qua decimal. Yeah. Hồi số này bên bao nhiêu nhỉ? 0B 0111 1011 đúng không? Đó, được 8 số cho thầy. Em đổi qua decimal để em phải tưởng tượng như sau. Em vẽ ra một cái bài dữ liệu. Tám bit. Nhá. Em đánh số từ 0 1 2 3 4 5 6 7, thứ tự của các bit. Từ bit 0 đến bit 7. Em ghi cái thằng ở trên vô. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Vậy thì, để đổi nó qua cơ số 10 thì nó bằng 0, lấy hệ số này, nhân 2 mũ 7, cộng
Hệ số tiếp theo 1 nhân 2 mũ 6 cộng 1 nhân với 2 mũ 5 cộng 1 nhân với 2 mũ 4 cộng 1 nhân 2 mũ 3 cộng 1 nhân không phải cộng 1 đâu. Không chứ. Nhân 2 mũ 2 cộng 1 nhân 2 mũ 1 cộng 1 nhân 2 mũ 0 bằng 2 mũ 6 là bao nhiêu ta? 64. Thằng nào có 0 thì bỏ hết đi nhá. 2 mũ 6 64 cộng 2 mũ 5 32 cộng 2 mũ 4 16 2 mũ 3 8 2 mũ 1 bằng 4. Thằng này cộng 1. Rồi đem cộng lại bằng có là cộng nhau 20 nè. 20 cộng với 40 60. 60 cộng với 64 là 124 cộng với 1 là 125 ạ. 2 mũ 1 bằng 2 thầy. Thầy tính làm 2 mũ 1 rồi thầy ơi. À 2 mũ 1 bằng 2 đúng rồi. Sorry. Tại sao thầy nên xài máy tính? Giờ xài máy tính nhiều quá dở đó tụi em. À, thấy chưa? Thôi đừng theo thầy nhé. Tính bằng tay hết đi. Rồi, nói chung bằng bao nhiêu đó? 123. Đấy, khỏe. Mà tính lại chắc ha. Đâu coi, 40 nè. 104 nè, 104 cộng với 10 19. Đúng rồi. Đó, 123. Ok. Ừ. Như vậy á, sau này á em sẽ thấy một cái điều rằng là em muốn ghi có một cái con số 123 vô một cái bộ nhớ. Thì thực chất á, cái thằng microcontroller của em á, nó biến dịch ra số nhị phân nó bằng là 01111101 lưu vô đây này. Lưu vô máy tính, lưu vô đây này. Đó. Nó lưu ra. Không phải là nó ghi nó không phải ghi thế này đâu. 1 2 3 vô đây đâu, không có. Từng cái thằng này nè là từng cái bit. Và bit thì làm sao mà có số 3 được. Sau này người ta để cho đơn giản lại, người ta cái này thế này, người ta 123 đó cho cả cái bài này luôn. Ok. Quay trở lại câu hỏi của thầy. Tại sao hồi nãy là một bài dữ liệu nó lại có cái rank như vậy? Vì anh có một bài 8 bit thì cái con số nhỏ nhất anh có thể ghi là cho nó bằng 0 hết đi. Nó sẽ tương ứng với số 0. Con số lớn nhất anh có thể ghi là anh cho nó bằng 1 hết đi. Thì nó sẽ tương ứng với mấy? 255. Nếu như em lấy máy tính em tính nha. Và thầy có thể biết được cách này bằng cách cái 255 này chính là 2 mũ 8 trừ 1. Vậy thì từ 0 đến 102 đến 255 có bao nhiêu số? Nó sẽ bằng 2 mũ 8. Ok. Vậy thì quay ngược trở lại. Một byte memory à, nó có thể chứa 256 số thôi nha. Vì vậy kết đặt 2 byte, 2 byte thì có 16 thì ở đây chắc chắn là 2 mũ 16. Và 2 mũ 16 mà nếu em trừ ra thì sẽ được là 65536. Vậy mà số maximum sẽ là 65535. Ok. Đó. Trong cái variable này tụi em có những biến này tụi em cần phải nhớ ha, cần phải nắm được luôn. Biến cha, unsay cha, int, unsay int, biến long in, đó như thế này được rồi, kiểu float, ok. Đó là những cái biến mà các bạn cần phải nhớ nhá. Nhìn vô đây em thấy rằng là ô, thế thì chúng ta cứ chơi cái biến nào có 8 bit lưu cho nó sướng, ok, chấp nhận thôi. Nhưng mà anh nhớ rằng là anh bỏ ra 8 bit như vậy á, cả 8 byte như vậy thì anh bị mất data.
anh chắc kèo nhưng mà anh bị mất data nha. Giả sử một người nào đó, người ta lập trình một cái đồng hồ của xe ô tô, xe ô tô để lưu được cái tốc độ, hiển thị cái biến này hiển thị cái tốc độ của xe ô tô, thì các em chạy em cần bao nhiêu byte, em cần bao nhiêu byte. Giả sử anh lập trình một byte thì điều có nghĩa rằng là anh chỉ có chạy từ 0 đến 256 km, 255 km/h. Hợp lý không? Không hợp lý. Em thấy trên ô tô nó 299 lần. Nhiều thằng nó đổ lên nó chạy lên sao? Như vậy em bèo lắm, em phải sử dụng cái biến 2 byte. Anh phải sử dụng biến 2 byte cho nó chắc ăn. Bởi vì anh cứ nghĩ rằng chạy cũng lắm 100 mấy chục cây thôi. Nhưng có thằng nó chạy 200 mấy chục cây thì sao em? Em 60 cây thì nó bị out ngoài cái range này rồi. Mình phải tính nó nha. Chứ mình xác định cái biến nào. Nhưng mà để đo thân nhiệt của con người này nè, chúng ta cần 1 byte là đủ rồi. Có ông nào thân nhiệt lên tới 100 độ không? Hả? Có ông nào thân nhiệt đến 256 độ, 257 độ không? Không có chuyện đó. Để đo một thiết bị. Vậy thì trong cái thiết bị mà đo thân nhiệt người, chúng ta cần để đo được nhiệt độ, phần nhiệt độ, biến nhiệt độ, chúng ta lấy 1 byte là đủ rồi. Ok. Đó. Bạn sử dụng nhiều bộ nhớ thì nó càng tốn tài nguyên thôi. Đó. Và cái điều này nó cũng hay, điều này nó giúp cho chúng ta là suy nghĩ về cái case của cái biến đó để làm gì, để khi nó chạy nó run nó không bị phát phình ra, không bị lỗi, chúng ta kiểm soát được cái lỗi. Chúng ta trước khi chúng ta khai báo biến, chúng ta biết được cái biến nó run nó từ bao nhiêu, nó ít bị dẫn tới ít bị lỗi hơn. Ok. Rồi, đó là toàn bộ những cái bài giảng của thầy ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có 3 cái ví dụ, các bạn nốt lại cho thầy nha. Và các bạn làm ví dụ đầu tiên, tìm hiểu cái thằng TTL và CMOS. Để thầy ghi trên này luôn cho nó rõ ràng. Nếu thầy nhớ không nhầm thì trong này mình có một cái assignment, cái task assignment. Ok, bài ví dụ thì các bạn có thể vô task assignment, thầy có nốt lại trong này ha. Để